Rồi hôm nay em đóng hàng cho anh Trọng thôi. Anh Trọng ở Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Uống ống 12 ly thôi. Và ở đây nó ghi nè, 1/2 anh, tương đương 12 ly anh nha. Rồi. Hiệu ASEAN First Brand của Đài Loan. Ở trên này nó có đóng chữ ASEAN, Trip Bender, 1/2 anh. Lấy anh cây thước rồi, lấy anh cây thước. Chiều dài cái cây ở trên là 400mm rồi. 400mm ha. Còn ở dưới nha, tính từ cái đoạn này chứ không có tính từ đoạn này nha, là 390mm. Cái đường kính của cái bánh này, cái bánh uống này là nó là 75mm nha. 76 ly. 76 ly. Lấy nước cặp. Rồi đo luôn rồi. Rồi, 12 ly 4. Lọc lòng 12 ly. Rồi giờ em tiến hành đóng hàng cho anh luôn nha anh Trọng. Uống ống 12 ly.